Thực hư phim Đào Phở và Piano đạt doanh thu 10 tỷ đồng sẽ dừng chiếu sau 10 tháng 3. Thông tin doanh thu Đào Phở và Piano đạt 10 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của khán giả. Giám viện đã liên hệ với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Cục Điện ảnh xoay quanh thông tin này. Hiện tại, phim Đào Phở và Piano vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên phạm vi cả nước từ việc chiếu thí điểm ở trung tâm chiếu phim quốc gia. Với số xuất chiếu giới hạn, bộ phim lịch sử này có ngày được tăng lên gần 30 xuất chiếu mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Từ trung tâm chiếu phim quốc gia, đào phở và piano được công chiếu rộng rãi tại các hệ thống giạc tinh nhân trên cả nước. Doanh thu phim đào phở và piano hôm nay ngày 1 tháng 3, bà Mạc Thị Thủy, phụ trách phòng chiếu phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia, chia sẻ với phóng viên dân Việt. Tính từ khi bắt đầu chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia Đào Phở và Piano đã bán được 13.433 vé online và 54.785 vé tại quầy, tổng cộng số vé là 68.218 vé, thu gần 3,7 tỷ đồng. Theo dữ liệu thống kê doanh số phòng vé của Box Office Việt Nam, doanh thu Đào Phở và Piano tính đến sáng 1 tháng 3 năm 2024 là gần 8,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Box Office Việt Nam cũng nhấn mạnh bộ phim Đào Phở và Piano không bán vé trực tuyến nên hệ thống Box Office Việt Nam không ghi nhận chính xác doanh số của tác phẩm này. Đào Phở và Piano sẽ chiếu đến khi nào? Mấy ngày vừa qua việc không thống kê được dữ liệu của bộ phim này khiến chúng tôi rất trăn trở. Đây là một trường hợp vô cùng thú vị của điện ảnh Việt Nam và nếu được thống kê chính xác đầy đủ sẽ giúp chúng ta nhận thấy của các bộ phim có chủ đề lịch sử, các bộ phim được cấp vốn bởi nhà nước hoàn toàn có thể thu hút khán giả cả nước và tạo ra những cơn sốt tại phòng vé. Chúng tôi hy vọng sự thành công ngoài phòng vé của Đào Phở và Piano sẽ tạo ra sự chú ý của các cơ quan quản lý nhà nước, giúp cho những tác phẩm sau này có chiến lược truyền thông, quảng cáo, giới thiệu và phổ biến bài bản hơn, rộng rãi hơn. Bộ phim Đào Phở và Piano tiếp tục chiến lược chỉ bán vé tại quầy ở các cụm dạp trong cả nước. Hiện tại, chỉ có một cụm dạp duy nhất là phim Cine, dạng 12 tháng 9 cũ, có hiển thị xuất chiếu Đào Phở và Piano online, tuy nhiên không thanh toán online được. Chúng tôi đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cùng với sự hỗ trợ của một số bạn cộng tác viên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để cố gắng thống kê doanh số phòng vé của bộ phim này. Tuy nhiên, kết quả chắc chắn sẽ không chính xác như các bộ phim khác báo OsViet Việt Nam thông tin.